Là part 3 ấy, người ta sẽ khi người ta nghe xong cái part 2 của các bạn ấy, người ta sẽ nói là now I'd like to ask some, you know, question that relate to the topic. Nghĩa là người ta sẽ hỏi thêm một chút về cái topic practical skill đấy nhá. Thì một vài trong những câu hỏi mà mình đã lấy được ở trên mạng và cũng sưu tập được ở một vài các cái học sinh đi thi về ấy, thì câu hỏi đầu tiên người ta sẽ hỏi là skills at work, có nghĩa là những cái kỹ năng về công việc. Thì khi mà các bạn làm cái part 3 ấy, nó còn một vài cái nữa ngoài kỹ năng storytelling như cái part 2 ra. Thì cái part 3 ấy, nó có nghĩa là các bạn phải có những cái kỹ năng sau đây. Kỹ năng thứ nhất đó là các bạn phải speculate được, có nghĩa là các bạn phải suy luận được. Tức là người ta hỏi thì bạn phải trả lời là tại sao lại như thế. Kỹ năng thứ hai người ta muốn các bạn so sánh. Ví dụ người ta hỏi là 10 năm trước đây và bây giờ thì các bạn phải so sánh được cái sự thay đổi đấy nhá, trong cái quá trình bạn nói, chứ không phải là các bạn chỉ trả lời câu hỏi là xong đâu. Kỹ năng thứ ba đó là kỹ năng bạn phải đưa ra được cái personal opinion hoặc là cái quan điểm, cái luận điểm cá nhân của bạn về cái vấn đề đấy. Tức là người ta hỏi là nếu như thế này thì nó thế nào, bạn nghĩ sao về vấn đề đấy. Chứ đấy, thế nên là cái sự khác nhau giữa IELTS và tiếng Anh ấy, đó là tiếng Anh thì bạn trả lời thế nào cũng được, miễn là nhanh người ta hiểu được là xong. Nhưng IELTS thì các bạn không phải chỉ là nhanh đâu, mà các bạn phải trả lời là gì đúng và có những cái skill hay nhá. Thế nên là cái bài thi này người ta mới gọi là speaking skill, chứ người ta không gọi là người ta không gọi là những kỹ năng khác nhớ nhá. Đây là người ta gọi là speaking gì skills nhá. Thì skill có nghĩa là gì đấy, đó là gì, suy luận này, so sánh này, đưa ra quan điểm cá nhân này, đưa ra ví dụ này, kết luận này đấy, hoặc là một vài cái skill khác các bạn có thể hiểu được. Cái câu hỏi đầu tiên đây mình sẽ hỏi nhé, người ta hỏi là does everyone need one specific skills at work, có nghĩa là liệu là tất cả mọi người cần một cái kỹ năng cụ thể nào đấy ở công việc không. Thì câu trả lời này chắc chắn là hỏi là speculation rồi nhớ. Để kỹ năng đầu tiên chính là speculation, có nghĩa là gì, suy luận, tức là gì, nó người ta hỏi là có cần hay không. Tức là mà thứ hai là người ta sẽ cụ thể. Thì câu hỏi này bạn có thể trả lời theo nhiều hướng khác nhau. Bạn có thể nói là không cũng được mà có cũng được. Nhưng mà mình sẽ trả lời là có nhá. Bởi vì sao? Bởi vì ở chỗ làm thì mỗi người có một việc khác nhau, và khi chúng ta làm một cái team ấy, thì chúng ta contribute, cho nó đóng góp cái phần của chúng ta vào là cả công việc của cái nó sẽ được hoàn thành nhanh hơn. Sorry. Nhưng mà nếu các bạn nói theo chiều là không ấy, thì các bạn cũng có thể trả lời đó là mỗi người có, mặc dù mỗi người có một công việc khác nhau, nhưng mà chúng ta đều có những cái kỹ năng chung, như là kỹ năng giao tiếp này, kỹ năng làm việc nhóm này, như là kỹ năng xử lý vấn đề. Nếu như mà một người không có những kỹ năng đó thì họ hoàn toàn không thể làm việc được. Đấy, thì bạn nói là cách nào cũng được. Nhưng mà mình sẽ chọn là yes. Rồi, thì mình nói là yes, I believe so. Since we all play a different part in our workplace, and we must have a particular skill or particular talent to contribute our part to the workplace. Mình có thể đưa ra một cái ví dụ đúng không? For example, if I work in an IT department, if someone have to work on the backend, have to communicate with the front-end people. Yeah, back-end friend có nghĩa là những người làm ở phía sau và phía trước ấy, các bạn hiểu thế. Nếu các bạn không học IT. And so those working the front end has to have some particular skill like designing skill, working on the website. However, on the other hand, those working the back end has to have coding skill as well as problem solving skill. Okay, đấy là những cái mà cái kỹ năng mà các bạn cần phải có để mà trả lời câu hỏi. Câu này có hay không cũng được, không quan trọng nhá. Câu hỏi thứ hai người ta hỏi là gì? Câu hỏi này các bạn có thể dựa xem là người ta đang hỏi cái kỹ năng gì. Is there a difference between the skills previous generation has to learn and your generation? Thì rõ ràng ở đây câu hỏi này để mình dịch ra đó là gì? Có sự khác nhau gì giữa những cái kỹ năng mà những cái thế hệ trước phải học và cái thế hệ của bạn không? Thì câu hỏi này chắc chắn là các bạn sẽ phải nhớ, các bạn phải so sánh ở đây nhé. Phải so sánh. Nếu các bạn không so sánh, các bạn sẽ không thể master được cái bài IELTS này. Đó. Thì các bạn sẽ không được điểm từ 7 trở lên đâu nếu các bạn không trả lời đúng những cái kỹ năng người ta cần. Đó. Mình chỉ vì nếu như người examiner ấy, người ta được train là chỉ để nghe so sánh trong câu này. Đó. Tất nhiên là người ta nghe những kỹ năng như phát âm vừa độ trôi chảy và cái từ vựng, nhưng mà nếu không có so sánh trong này thì các bạn cũng sẽ mất điểm. Đó. Thì mình nói là there is a big difference, hoặc là there is a distinction. Yeah. Đấy, cái thể thay từ từ difference, có thể thay bằng từ gì? Difference thay bằng từ distinction. Okay. Đó, thì cũng là một cách rất là hay để có thể giúp các bạn boost cái từ vựng của bạn lên.
There's a distinction between mình thấy previous generation mình nói là the elderly as well hoặc là the seniors generation as well as our juniors generation hoặc là our new freshly graduate generation. Thì mình phải giải thích cái này, nó bắt buộc mình sẽ phải vừa so sánh và vừa giải thích cả hai cái đấy. Nếu mà mình thiếu một câu ấy, bạn chỉ nói về cái thế hệ trước mà bạn không nói về thế hệ này ấy, thì các bạn sẽ không trả lời được cái điểm đó là task response, đó là các bạn không trả lời câu hỏi toàn bộ câu hỏi, nhưng các bạn trả lời thiếu một vế. Đó thì mình sẽ phải nói cả hai vế, đó là gì? Well, back then, old people they have to learn some typing skills, for example, or they have to excel letter, yeah, letter writing cũng là một cái kỹ năng rất là gì ngày xưa mình phải học đấy, yeah, letter writing skill. Okay. However, those skills are now obsolete. Obsolete là lỗi thời rồi, hoặc là gì? À, old ấy, nhá. Obsolete. And are no longer required in our industrial nowadays. So I believe that it is hard for them to pick up the new skill that young people have to learn, for example, using the internet and working with the computer as well as digitalize ourselves. Đây là một cụ rất là hay. Đó là gì? Digitalize ourselves. Nào các bạn sẽ thấy là digital ấy, có nghĩa là công nghệ hóa đúng không? À, công nghệ đi chúng ta là số hóa đấy. Digitalize có nghĩa là chúng ta phải tự số hóa bản thân lên. Nên là bây giờ thay vì chúng ta gửi một cái bản xin việc bằng giấy đi thì chúng ta có thể là làm nó bằng website chẳng hạn. Đấy chính là digitalize ourselves nhá. Tức là chúng ta sẽ gửi một cái website và trên đấy có ảnh của chúng ta và có thông tin cá nhân của chúng ta, thay vì chúng ta gửi một cái bản văn bản giấy. Thì ngày xưa cái thế hệ ngày xưa người ta phải gửi bằng giấy tay, người ta phải viết thư đúng không? Người ta phải viết những cái gọi là cover letter cho nó hay. Thì bây giờ những cái bạn thế hệ trẻ này bây giờ các bạn có thể là tự làm một cái website và các bạn tự gửi cho người ta luôn. Đấy chính là digitalize yourself. Ok, thì đó là những cái sự khác nhau cơ bản giữa cái hai cái thế hệ này. Nào câu hỏi thứ ba, câu hỏi này nó hỏi là bạn thấy chữ you đấy không? Do you think necessary skills will change in the future? Có nghĩa là các bạn này, câu hỏi chắc chắn bạn phải trả lời được cái personal opinion nhá. Thì vì nó có chữ you đây, đó nó hỏi bạn nghĩ gì. Đó, bạn nghĩ gì thì phải nói ăn buộc câu này bạn đầu tiên bạn phải vào đấy, ngay lập tức đập vào mặt examiner một câu, đó là gì? Personally I think, personally, in my opinion, or thế nào các bạn thể nói in my view hoặc là from my point of view, đập vào mặt examiner một câu như thế để người ta biết được là mình đang trả lời theo đúng quan điểm của mình nhá. Đó, và mình có thể câu này là một câu chủ động thì mình đã chuyển thành câu bị động cho nó dễ. Mà necessary skill mình có thể thay nó bằng essential skill nhá. Thì mình có thể thay những cái từ necessary skill bằng từ essential skill vào đó thì nó sẽ hay hơn. Rồi, now, personally, yes, I strongly agree that essential skill will be changed or will be altered or will be, mình có thể dùng một từ đó là từ evolve nhé. Evolve là một từ khá là hay nhưng mà khá là khó để dùng. Evolve có nghĩa là tiến hóa, tiến thay đổi nhé, tức là tiến bộ lên, hoặc là improve cũng được. Thì các bạn cũng dùng improve nhé. In the future. Rồi, ở đây sau khi mình đưa ra quan điểm của mình, mình giải thích lý do. Since, mình không muốn dùng từ because nhé. Because thì ai cũng dùng được rồi. Mình thật sự là 10 bạn ngồi nghe ở đây thì từ because này chắc là 9 bạn dùng được. Nên mình không muốn dùng because, thì mình thay nó bằng từ since. Ok, nó sẽ giúp các bạn tăng điểm từ vựng của bạn lên. Ok, since the world is changing rapidly and there's always new technology and new ideas comes up. So we have to change ourselves and as well as our skill to be able to catch up with those changes or with your improvement. Đó, đấy là một cách để nói. Or changes, một cách để khác để nói. Okay. Có nghĩa là gì? Bởi vì cái thế giới nó thay đổi liên tục, thế nên là chúng ta sẽ phải cũng phải thay đổi theo, và chúng ta ngoài thay đổi bản thân chúng ta ra thì chúng ta cũng phải thay đổi những cái kỹ năng chúng ta có nữa để mà có thể catch up nhé. Catch up là theo kịp, catch up để theo kịp những cái thay đổi đó. Thì các bạn thấy khi bạn dùng được cái catch up ấy cũng là một cái dạng informal nhưng nó cũng là một cái dạng collocation. Thì có thể buổi sau mình sẽ stream về cái collocation, nhưng mà buổi này mình sẽ chỉ nói về cái catch up thôi. Đó, thì
mình sẽ nói là ok. Đó thì những mình nói là those skills that belong to the past now no longer available and no longer be used. For example, typing on the typer. We now all use computers, so you know, typer are no longer needed. Or even telephone, answering the telephone. Đó, bây giờ mình không cần phải sử dụng điện thoại nhiều nữa, cái điện thoại bàn ấy. Và bây giờ mình có internet hết rồi, mình có chỉ cần pick up điện thoại mobile phone lên là mình có những cái đấy rồi. Thế các bạn, hy vọng là các bạn sẽ hiểu được là những cái kỹ năng người ta cần trong những hai cái bài speaking này để có thể đi thi speaking tốt hơn. Đó. Còn gì nữa không ta? Nên đưa một cái ví dụ nhá, thì mình đã đưa ra hai cái ví dụ rồi đấy, đó là cái dùng kỹ năng gõ máy tính, gõ máy ấy, nhá. Thì ngày xưa còn có cái văn bản cái máy gõ chữ ấy. Đấy, cái đấy nó không còn có, bây giờ người ta không dùng nữa. Thì bây giờ người ta thay bằng máy tính hết rồi, hoặc là người ta thay bằng thậm chí là nhận diện giọng nói rồi. Mình nói ra người ta có thể là tự gõ ra rồi. Đó, thế nên là những cái skill đấy nó không còn nữa. Đó. Gì nữa không? Đấy, tất cả là tổng hợp là như thế. Nhá, thì mình sẽ tổng hợp lại một chút, đó là trong cái bài task 3 này thì các bạn phải có nhớ chú ý là người ta sẽ hỏi bạn một vài cái câu hỏi, nhưng người ta không phải hỏi để các bạn trả lời cho vui đâu. Người ta đều có những cái mục đích của người ta nhá. Mục đích thứ nhất đó là speculation, đó là suy luận, trả lời được tại sao lại như thế, giải thích được tại sao. Mục thứ hai đó là so sánh nhá, comparison and contrast. So sánh nó, so sánh có thể là cái mới, cái cũ, những cái thế hệ trước nay và từ thế hệ bây giờ, hoặc là những cái kỹ năng đã lỗi thời và kỹ năng bây giờ. Đó. Thứ hai, thứ ba đó là kỹ năng personal opinion, tức là bạn phải đưa ra được câu trả lời có quan điểm của bạn. Part 3 có những câu hỏi mà các bạn có thể là Julia đang hỏi một câu là part 3 có phải chia làm 3 phần không? Thì nếu như mà các bạn không có kinh nghiệm đi thi nhiều ấy, thì bạn nên chia làm 3 phần. Thì đầu tiên các bạn cũng phải là gì? Đầu tiên các bạn cũng phải trả lời câu hỏi này lại, đúng không? Bằng cách là paraphrase câu hỏi này. Thì ví dụ hỏi là do you think the necessary skill will change in the future? Thì cái mở bài của mình sẽ là yes, I believe that essential skill will be changed, will be improved in the future. Đấy là câu mở bài rồi. Và sau đó mình đi thẳng vào trong cái phần văn bài đó là gì? Skills such as cái gì đó are no longer needed, đúng không? And are no longer available in nowadays skill and có thể nói là those day, yeah, this day. Rồi, thì đấy là cái thân bài và cái kết luận đó là that's why we have to change, we have to involve ourselves, we have to make ourselves become a better person to be able to update, to be able to catch up with those knowledge and technology. Đó thì đấy là trả lời hết câu hỏi của bạn Julia, đó là có, nếu như chúng ta có đủ kinh nghiệm và đủ khả năng xử lý và đủ bình tĩnh thì chúng ta nên chia nó làm 3 phần, ok, trong từng câu hỏi một. Nhưng các bạn nhớ này, examiner ấy, người ta chỉ có 12 câu hỏi thôi, thế nên nếu như các bạn nói quá dài, có như trường hợp là bạn đi thi, các bạn nói quá dài, thế nên là người ta sẽ phải dừng bạn lại trước khi bạn kịp trả lời 3 phần. Đó. Thế nên đấy là tất cả những cái gì mà để trong một cái bài đi thi speaking hay nhất nhé. Chỉ đang đây là một cái topic thôi, cả thì các bạn buổi sau các bạn có thể học nhiều topic nữa. Và thực ra còn một hai cái skill nhỏ nữa nhưng nó không đáng kể, nhưng mà các bạn thấy là các cái skill này nó lặp đi lặp lại trong cái bài thi nói, đặc biệt là cái phần part 3 nhá, phần 3 ấy. Thì phần 3 là cái phần khó nhất và cũng như là cái phần giúp các bạn lên điểm cao nhất từ band, trên band 7 trở lên thì các bạn phải trả lời part 3 thật là giỏi. Còn không thì các bạn nếu mà chỉ cần 6 thì đôi khi part 3 cũng không cần phải quá là kỳ công lắm đâu, nhưng mà part 1 và part 2 thì các bạn phải trả lời cho nó hay. Đó thì bạn mới được 6. Rồi ok, bạn Julia hỏi là làm sao mình có thể kiểm soát được thời gian, đúng không? Để cho bị đỡ bị hết thời gian. Thì nếu mà bạn bị woody đúng rồi. Có nhiều bạn bị woody đúng không? Nó gọi là một cái từ để một cái bệnh, nó là woody, nó ra là bệnh chung của nhiều người. Nó là nó gọi là len, câu trả lời của em là quá len thì đi. Quá len thì và woody. Thì phải tập trung vào trả lời, đừng có dài dòng cái mở bài, tập trung trả lời thẳng vào câu hỏi luôn. Vì thực ra người Anh ý, người nói tiếng Anh ý, nhưng bản thân mình cũng thế, mình không thích dài dòng, mình không thích là bạn mở bài quá nhiều. Mình thích là bạn đi thẳng vào câu trả lời luôn. Đó, thì thay vì nó hỏi là do you think this skill will change, thì em thẳng luôn là yes I believe so, yes I think so, yeah. Yes I am truly in agreement with you. Đó, đi thẳng vào vấn đề luôn, không còn dài dòng nữa. Đó, và nếu như các bạn thường thường thế thì nếu mà để kiểm soát được câu trả lời thì các bạn nên nói, cố gắng kiểm soát nói đến từ 4 đến 5 câu thôi trong phần tháp 3 này nhá.
4 đến 5 câu thôi. Đó. Đừng nói nhiều quá. Nói nhiều quá thì, và các bạn thấy là nếu như examiner người ta đã cố tình dừng mình lại ấy, thì có nghĩa là mình đã bị nói nhiều rồi. Đấy. Ví dụ như người ta dừng mình ở câu đầu tiên có nghĩa là câu trả lời mình quá dài rồi. Và thứ hai là các bạn hãy học bất cứ lúc nào nhé. Các bạn có thể, nếu các bạn miss out cái buổi này, tức là bạn bỏ lỡ buổi này, các bạn có thể luôn luôn lên YouTube và xem lại cái buổi này. Đó. Thế nên là mình nghĩ công nghệ nó là tuyệt vời, nó giúp chúng ta giao tiếp một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Thế nên là chúng ta, kể cả người học cũng như là người dạy, thế nên cập nhật công nghệ và nên học thêm cái đó. Anyway, nếu mà các bạn tiện thì có thể subscribe luôn cho cái kênh của mình. Thì đây là, mình nghĩ là một cái cách mà học tiếng Anh và IELTS hiệu quả nhất, và nó là cách học của tương lai.